Rồi ok, hello anh em, và chào mừng quay trở lại channel Quad Bro nha. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với con game Fit and Grow. À, và lần này tiếp tục lại là con rồng. Nhưng không các bạn ạ, lần này chúng ta đã có một điều rất là khác. Và điều khác đầu tiên ấy là tôi đã đổi góc cam rồi. Để thi thoảng mình đổi mới lên một tí ấy. Không biết là mọi người nhìn góc cam này của mình nó có bị lạ không. Nhưng mà nếu bị lạ thì cố gắng nhá. Thi thoảng mình sẽ đổi mới một chút để cho các bạn xem video nó cảm thấy nó vui vẻ hơn. Và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái thử thách, một cái challenge mà chưa bao giờ mình làm ở trong con game này. Với cái con game này ấy, Fit and Grow, chúng ta đã cày rất là nhiều con lên những cái level 100, 200, thậm chí là 500. Nhưng ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ đặt ra cho mình một cái giới hạn, đó chính là mình sẽ cày cái con rồng này lên level 1000. Chưa bao giờ mình cày một con nào lên level 1000 cả. Thế nên là để xem là liệu rằng khi mình cày lên con rồng này lên level 1000 ấy thì nó sẽ to đến cái mức nào, và cái đại dương này có đủ chỗ để mà cho con rồng này nó sinh sống hay không, hay là cái con rồng này liệu nó có thể đạt được lên đến level 1000 hay không, hay là nó chỉ có thể lên đến level khoảng 1-200 là nó sẽ không phát triển được nữa. Đấy, ok, vừa nãy trước khi vào game là mình đã bị săn đuổi khá là nhiều rồi đấy. Bây giờ công việc của mình ấy là những cái level đầu tiên này chúng ta sẽ đi săn những cái con cá nó bé hơn các bạn ạ. Với cả hôm nay là mình đổi gió một tí nhá. Mình đổi gió một tí là chúng ta không chơi rồng đỏ nữa, mà chúng ta hôm nay là sẽ chơi rồng xanh. Ô, con rồng của mình nó biết tàng hình các bạn ạ. Rõ ràng vừa nãy là nó tàng hình được. Lừa, lại là ẩn thân chi thuật này các bạn. Lần trước là chúng ta cũng đã có được cái khả năng gọi là ẩn thân chi thuật rồi. Nhưng mà lần này là ui dồi, rồng mình bơi chậm quá các bạn ạ. Rồng bơi chậm vãi, ok. Chúng ta không đuổi được con đấy rồi, hơi bị cay nhá. Hơi bị buồn là chúng ta không đuổi được nó. Đây rồi, tôi thấy là mấy bạn rùa này là bơi có vẻ lảng vảng ở đây. Cay thế nhỉ. Mình chỉ định ra làm quen thôi mà các bạn ấy lại chạy mất rồi. Rồi được rồi, bây giờ là chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là tăng level thôi các bạn ạ. Trong tập này là mình không lêu hêu, mình không đi loanh quanh, mình không làm trò con bò được, mà mình chỉ có thể là tập trung vào để kiếm càng nhiều thịt càng tốt, tăng level càng nhanh càng tốt. Tại vì ấy, là cái mục tiêu và cái thử thách mình đặt ra ấy, là level 1000. Và nó thực sự là rất là căng đấy các bạn ạ, không phải là đùa đâu. Và để đạt được level 1000 đấy thì chúng ta sẽ phải cày với một cái thời gian tôi nghĩ là lâu gấp 5 lần các level khác các bạn nhé. Ok, tôi sẽ thịt con rùa này cho các bạn xem. Con rùa này không thể chạy đi đâu được đâu các bạn ạ. Ôi, nhìn tôi này, cày thế nhỉ. Làm gì có cái câu chuyện nào nó vô lý là con cá lại ăn thịt được con rồng đúng các bạn. Tình hình là có đến 75% các bạn biết đến mình mà chưa nhấn đăng ký kênh. Vậy nên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ui, quanh đây nhiều thịt lắm các bạn ạ. Một cục thịt đang bơi này, một cục thịt nữa đang bơi này. Sau này khi tôi to lên nhá, tôi thịt tắt. Còn bây giờ thì tôi để tôi cày đã. Tại vì là tập này anh em mình đã có mục tiêu rồi. Thế nên là tôi sẽ cày khá là nhanh đấy các bạn ạ. Bây giờ là chắc là lên level 10 đã rồi, để xem có gì hay ho không nhá. Tính ra là nếu mà so với rồng đỏ thì tôi thích rồng xanh hơn các bạn ạ. Nó hợp mệnh hơn. Tôi là hợp với màu xanh hơn là màu đỏ. Thôi được rồi, bây giờ để đi ăn chay niệm Phật đã. Khi nào level 10 thì anh em mình lại gặp lại nhau. Ui dồi bạn ơi. Ui dồi, tôi mới có level 9, level 10 rồi các bạn ạ. Ừ đấy, 17 máu. Ui dồi, tôi cắn con rùa này 12 máu rồi. Tại vì con rùa này nó thủ nó cao hơn các bạn ạ. Nó có mai rùa ấy. Ok kìa. Không, tôi sẽ không để nó chạy thoát được các bạn ạ. Con rùa này tôi nghĩ là khả năng của tôi là vẫn đuổi được. Bơi chậm thế nhỉ. Hơi cáu rồi đấy. Mày mà không có mai là mày chết đi anh. Quả này tôi sẽ lột trần bộ mặt thật của con rùa này ra. Ok. Không cắn được. Không phải là tôi không muốn cắn nó đâu, mà thực sự là tôi không cắn được. Và các bạn nhìn này, con rồng của tôi nhá, con rồng của tôi là đi tập gym. Vâm vãi trưởng quân thề, rồng vâm thực sự. Các bạn nhìn này, đồ nhờ, đồ hơn con rồng đỏ. Ui dồi ôi, các bạn cá bơi vui thế nhỉ. Bơi vui này. Bây giờ anh không vui vẻ như trước đâu. Bây giờ không còn vui như trước đâu. Bây giờ level 21 rồi, không vui vẻ như trước đâu. Thấy gì chưa? Anh không vui nữa đâu, bây giờ anh cục lắm. Cục này. Thấy cục chưa? Bướng à? Bây giờ mình phải cục với chúng nó các bạn ạ. Không mà chúng nó cứ coi thường mình cũng được. Bây giờ level 21 rồi, tôi sẽ
di chuyển ra một cái chỗ nào đấy nó có cái con gì nó to to hơn, nó nhiều thịt hơn, đúng không các bạn? Mấy cái con rùa kia bây giờ là không đủ tầm nhá, nó không đủ để cho tôi có một cái bữa ăn no đấy rồi. Bây giờ tôi cần tìm, ôi dồi ôi, nhưng mà đi ra chỗ này các bạn ạ, đi ra cái chỗ này tôi nói thật là nó khá là nguy hiểm. Tại vì nhá, nếu như tôi lởn vởn ở quanh đây thì rất có thể là Megalodon nó sẽ ngửi thấy cái mùi thịt của tôi. Tại vì hiện tại là tôi đang 21 tuổi, tôi đang trong một cái giai đoạn người ta gọi là dậy thì thịt thơm. Thế nên là nguy hiểm lắm các bạn. Nó lại thấy mình kiểu đang độ tuổi thanh xuân, nó lại gạ gẫm mình chết. Nó lại gạ bảo em cho anh một miếng thì chết tôi, đùa đâu, sợ lắm. Vâng, và tôi đã tìm đường sang một khu vực mới rồi các bạn ạ. Bên này nhá, có nhiều đối thủ xứng tầm với tôi hơn. Đấy, cái con trước mặt đây các bạn ạ. Nào, để xem tôi cắn nó nhanh hơn thì nó cắn tôi nhanh hơn. Thôi, hồi hộp đấy. Ui, đau lòng thế nhờ. Nhìn tôi kìa các bạn, nhìn tôi, ngày xưa tôi còn đẹp dai là thế, vậy mà chỉ sau có mấy giây tôi đã trở thành cục thịt rồi các bạn ạ. Tôi trở thành đồ ăn cho nó, tao nhớ mày nhé con đĩ. Con này có 6 cái răng nó vâu ra đằng trước, tôi sẽ nhớ nó. Thôi phải chấp nhận chứ, cứ biết làm sao được bây giờ. Thôi, này, không được cắn tao. Quên đi, phải cắt trưởng à. Ăn được, tôi vừa hồi sinh lại, tôi đã có rất là nhiều thịt như thế này rồi. Hôm nay có vẻ như là một ngày may mắn của tôi các bạn ạ. Tôi sẽ, đây rồi, tôi sẽ phát triển thật nhanh, tôi sẽ lớn thật nhanh để trả thù cho ông cố nội của tôi. Vì ông cố nội của tôi kiếp trước đã bị cắn rồi, khổ thật vãi. Thôi ok. Nào hút vào. Vẫn chưa ăn được miếng này quá to. Vâng, tôi sẽ cố gắng, nhanh. Không là Megalodon nó sẽ quay lại và nó sẽ ăn cả mình và cả miếng thịt này mất. Tôi sẽ cố gắng, phù hợp quá các bạn ạ. Ui giời, đối thủ tiếp theo của tôi là con này. Ui giời ơi, bây giờ nhá, đấy các bạn thấy chưa, bây giờ tôi đã quay trở lại thời hoàng kim của mình. Tiếp theo sẽ là con béo ị đang bơi trước mặt mình. Con này nó sẽ giúp cho mình lên. Ui giời ơi, đừng, ơ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhá. Hồi hộp vãi cả trưởng. Ôi kìa anh ơi đừng. Ừ đúng rồi, tha cho em đi. Em có làm gì đâu, em có làm cái gì đi nữa, em có sai với ai đi nữa, em cũng xin chấp nhận trả giá, nhưng mà để tí nữa anh nhá. Bụp. Con này khoảng 500 máu các bạn ạ, nên là tôi phải cắn nó khoảng 5 phát. Đây rồi, level bao nhiêu rồi? Level 25 rồi. 25 rồi, 180 máu. Wow, vip. Ông vip đấy, ông vip. Đây rồi. Kẻ chủ mưu đã sát hại ông cố nội của tôi. Bây giờ tôi phải trả thù. Mày này, 500 máu, sợ chưa? Biết sợ chưa? Quay lại đây, thằng Vâu. À, tao đếm đúng rồi, con này. Vâu này, Vâu với chúng tôi. Các bạn thấy chưa? Khi mà mình đã khủng rồi, mình trả thù kiểu gì là được. Thôi phân. 2000 years later. Úi dồi ôi. Tôi mới chỉ level 60 thôi đấy các bạn nhá. Mới chỉ level 60 thôi mà đã cắn 2000 máu rồi. Bây giờ là chính thức là giai đoạn mà chúng ta sẽ đua top. Bắt đầu là đua top lên top 1 server này. Từ đấy đến giờ là anh em mình nằm ở dưới bảng xếp hạng. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ thời thế nó đã thay đổi rồi. Úi dồi ôi, level 63 rồi các bạn ơi. Quá nhanh. Úi dồi ôi, Cuộc chạm trán giữa hai kẻ khổng lồ. Uầy. Được. Tôi không muốn chết. À. Cay thế nhờ. Lên top 2 server rồi còn bị thằng top 1 nó vả cho vào mồm. 2000 years later. Tôi level 87 rồi đây. Bây giờ nhá, tôi quay trở lại để tìm con cá mập ML cái đây. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân mình lại quyết tâm như trong cái video này. Cay nhỉ.
cái lúc mà mình trưởng thành, cái lúc mà mình khủng khủng rồi mình quay lại để mình trả thù thì không thấy nó đâu cả. Từ nãy đến giờ nhá, tôi bơi đúng một vòng rồi mà không tìm thấy nó đâu cả. Lên level 91 luôn rồi. Nếu mà tìm được nó, tôi sẽ cùng với các bạn thực hiện một bộ phim rất nổi tiếng. Đó chính là Cả Một Đời Ân Oán. Đây rồi, tìm thấy rồi. Bây giờ xin trân trọng giới thiệu với các bạn, hãy đón xem cùng với tôi bộ phim Cả Một Đời Ân Oán do diễn viên chính là diễn viên Rồng Lộn kết hợp với nhà sản xuất Pop Pro. Ôi thôi, chết rồi. Bộ phim diễn ra hơi nhanh, đây là tập đầu cũng như là tập cuối của bộ phim này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và như các bạn thấy, cái kết là Rồng Lộn đớp chết con Megalodon các bạn nhé. Ok, tôi quay trở lại rồi đây. Hiện tại nha, là tôi đã tiến được lên đến level 342 rồi các bạn ạ. Mỗi tội là khi đến level này thì thú thực là nó cũng hơi nhàm chán. Tại vì bây giờ tôi chỉ đứng một chỗ rồi tôi quay xung quanh như này để tôi hút tất cả mọi thứ vào người thôi. Mà tôi cày lên level 1000 thì ui căng đấy. Đấy, như các bạn thấy, từ nãy đến giờ tăng được có vài level như này, chắc là tôi sẽ phải mất cả tuần thì mới tăng được lên level 1000 mất. Nhưng mà yên tâm là các bạn, tôi sẽ cố gắng hết sức để khi nào mà cái con rồng này nó không thể to nữa, nó không thể phát triển nữa thôi, ok. 2000 years later. Ok rồi, level 506 rồi các bạn, 507 rồi. Và thực sự là từ nay đến giờ tôi ngồi tôi chơi như này, tôi cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng. Thà là tôi ở những cấp độ bé, tôi còn có những cái pha mạo hiểm. Nhưng mà đến khi mà tôi đã lên được đến top 1 server như thế này rồi nên là cảm thấy hơi buồn các bạn ạ. Bây giờ chỉ có đứng hút vào thôi. Nhưng mà vì các bạn, vì mục tiêu chúng ta đã đặt ra thì mình sẽ thử xem là cái giới hạn của con rồng này là level bao nhiêu. Ok, tôi level 669 rồi các bạn ạ. Ui, 670. Đây là một kỷ lục hoàn toàn mới trong toàn bộ lịch sử mà tôi chơi con game Fit and Grow này các bạn ạ. Chúng ta đã làm được, chúng ta đã tạo được nên một kỷ lục mới và kỷ lục này xứng đáng được lưu danh sử sách. Ok, không biết là ở Việt Nam mình đã có ông nào cày lên đến cái khoảng level này chưa, nhưng mà thú thực là chắc là tôi là người đầu tiên cày cái con rồng này nhá. Con khác thì không nói, nhưng mà chắc là tôi là người đầu tiên cày con rồng này lên level 672. Và sắp tới là tôi sẽ cố gắng cày nó lên level 700. Ui dồi ôi, level 700 chắc VIP lắm nhỉ. Level 1000 thì hơi khó các bạn ạ. Tại vì vừa nãy trong cái quá trình mình chơi ấy, nó đã bắt đầu xuất hiện là những cái lát ấy. Tức là đồ họa của cái con game này ấy, nó không support cho chúng ta cái việc mà cày một cái con cá hay một cái con gì đó nó lên level cao quá, nó to quá chẳng hạn, thì nó sẽ bị lag. Như thế thì nó khá là phí. Thế nên ấy, là tôi nghĩ là chúng ta sẽ cày đến khoảng độ level 700. Và nếu như có thể tôi sẽ xem xét là tôi sẽ cày lên level 800. Đấy là có thể thôi nhá. Tại vì tôi rất là sợ là cái thành quả của chúng ta khi mà cày xong, gần đạt được đến thành quả rồi mà nó lại bị lag một cái thì nó sẽ rất là phí, nó rất là tiếc các bạn ạ. Có thể là level 1000 chúng ta sẽ dành cho một cái con khác nó bé hơn thì chúng ta có thể dễ dàng cày nó lên level 1000 hơn. Còn với con rồng này nó đã to ngay từ ban đầu rồi, thế nên là cái việc mà cày lên level quá cao thì tôi cũng hơi sợ là nó sẽ bị lag mất cả cái map này thì hơi phí các bạn ạ. Tôi muốn là khi chúng ta lên được cái level cao rồi ấy mà chúng ta vẫn còn phải bơi lội được cơ, như thế thì nó mới vui, đúng không? Uầy, nói chuyện một tí thôi mà level 680 rồi. Tôi sẽ tiếp tục cày cho các bạn, cập nhật với anh em một chút như vậy đã. Ok, level 709. Siêu to khổng lồ, đây nhá, từ đó, tôi bây giờ là đang cố gắng là zoom nó rất là xa luôn rồi đấy. Mới có 709 rồi đấy. Thật sự là tôi đã hơi bị ngấy quả này rồi. Tại vì từ nãy giờ tôi đã mất rất nhiều thời gian để ngồi cày rồi các bạn ạ. Uầy, ok, để xem là tôi có thể lên được khoảng level 750 không. Chúng ta phải phá vỡ cái giới hạn của bản thân, đúng không các bạn? Chúng ta phải cố gắng lên các bạn ạ. Bây giờ là chúng ta đã lên được đến level 700 rồi, chẳng nhẽ lại dừng lại. Rồi, ok, đây rồi. Level 750 các bạn ơi. Và tôi nghĩ là chúng ta có thể dừng ở đây được rồi. Tại vì thực sự là tôi mỏi tay quá. Từ nãy đến giờ ngồi cầm con chuột, xong rồi ngồi dí cái chuột phải cho nó hút mọi thứ vào để tăng level ấy.
tôi bị mỏi tay rồi các bạn ạ. Tôi nghĩ là level 750 như thế này nó cũng đã là một kỷ lục mà chúng ta có thể truyền cho đời con cháu sau này, và nó sẽ giống như là một cái câu chuyện thần thoại ấy. Đấy, nhưng mà câu chuyện thần thoại này là có thật và do tôi cùng với các bạn tạo ra. Tôi là người chơi, còn các bạn ngồi xem và cổ vũ tinh thần cho tôi. Như vậy là anh em mình đã kết hợp song kiếm mập bích với nhau để tạo ra được cái kỷ lục này. Rồi bây giờ tôi sẽ thử thò đầu lên trên mặt nước để xem nó có đẹp dài không các bạn nhé. Ủa, đấy. Nó bắt đầu là có tình huống nó bị lag rồi đấy. Căng. Úi giời ơi, đẹp không? Đẹp vãi trưởng à. Thế. To đẹp thế. Dòng xanh, các bạn công nhận không? Dòng xanh như đẹp hơn. Level 750, 62.505 máu. Và như các bạn thấy, khi mà chúng ta tăng đến level khủng như này rồi, có vẻ như là cái máu của nó chỉ có thể đạt được đến là 62.000 thôi. Đấy đây các bạn ạ. Thế đây là cái việc mà tăng level cao hơn. Ui là 751 rồi. Nó lại phá vỡ cái số đẹp của tôi rồi các bạn ạ. Tôi nghĩ là dừng ở đây được rồi các bạn ạ. Ui, chất. Siêu to khổng lồ. Qua VIP các bạn ạ. Ok được rồi, chắc là video này tôi sẽ kết thúc đây nhỉ. Hôm nay anh em mình đã cùng nhau tạo nên một kỷ lục rồi. Và không biết là bao giờ thì tôi mới có thể phá được cái kỷ lục này. Có thể là cả đời tôi không được phá được. Nhưng mà biết đâu đấy, hôm nào tôi hứng lên, hôm nào mà tay tôi khỏe thì tôi có thể tiếp tục được. Chứ còn hôm nay thì tôi bị mỏi tay lắm rồi đấy. Được rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với tôi trong suốt toàn bộ quá trình của cái video này, để chúng ta có thể có được một cái kỷ lục là level 751 với một con rồng xanh. Đừng quên là nhấn like video này để ủng hộ tôi nha. Tại vì chúng ta đã cùng nhau tạo nên được một thứ khá là phi thường. Ngày xưa level 500, 600 nhưng mà bây giờ là level 751. Ok, và cũng đừng quên là ủng hộ tôi bằng cách là nhấn đăng ký kênh Pop Pro nha. Mục tiêu trong năm nay là đạt được 1,5 triệu người đăng ký. Và tôi đã sắp đạt được nó rồi. Và tôi cần thêm cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người để tôi có thể nhanh chóng đạt được cái mục tiêu đó trong năm 2022 này. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh. Và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.